Rồi chia sẻ với các bạn hai cây mai dầu rin phong giáng long. Thì một cây mai quyết long và một cây mai bọc đỏ thường. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn mình đo cái cây đầu tiên trong video nha. Cây củ đó đẹp. Rồi bạn đo bây giờ mình thông số chiều cao đầu rồng với lại quanh thân nha. Ngang 80. Ngang 80 cao. Cao từ vành chậu lên tới đỉnh ngọn. Chậu lên nha đây. Chậu lên mét mốt. Mét mốt. Cây không có leo lép tay cành hết nha, nên đủ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi bạn đo dùm quanh thân này. Quanh thân trên cú này. Chỗ đây. Cú nằm đây, nằm một bể ở đây. Cái này chưa khai thác thêm nha anh em. Này nằm chậu lâu rồi nên nó bị sụt sụt lúng đất. 15. Còn 15 mấy bạn. Rồi ok. Thân rất là mập nha anh em. Hai bên đền mình thì nuôi nông chậu thì nó cõi này, già cõi. Nó ít phát triển hơn mai miền Nam. Đó, anh em đừng đừng so sánh mai Bình Định với mai miền Nam là cái vấn đề hoàn thân nha anh em. Mai Bình Định chơi dòng mai nghệ thuật nó khác, phần đẳng cấp nó khác rồi anh em. Hoàn thân rất là mập, cũ, anh em ha, dài cây này, nu xù, không lao lép tay cành nào nha anh em. Đây là dàn xương dâm rồi, chỉ có bấm giữ form nè, chứ không cần đi kim nữa, nó bền hết rồi. Tay dành nó chuẩn rồi nè. Mấy cái nào dính dính thì mình rỉa thêm thêm tí nữa, như cái này nè. Rỉa thêm tí nữa là đẹp. Đây phần trên là phần dưới là mình không cần rỉa thêm. Không, coi nó vót ngọn ha. Có cách tay cành nó liền lạc với nhau. Đây mình quay qua phần cũ bên này à. Anh em xem này, cái cú này vừa nó bể dưới đây không, nó bành dưới đây, thoát thân đi lên có gồm gèo ép chữ sơ ha, cú nằm sâu dưới. Thì dần đỡ rỡ nó bành ra tới đây luôn anh em, dần đỡ rỡ nhỏ nó bành ra xung quanh. Rồi cái này mình mới bấm rồng xong, mình chuyển qua cây quất long này nha anh em. Đọt đó này, quất long này trúng nha anh em. Đó lương hết rồi đó, mấy cái tụ già là nó sẽ nó nghe mấy quả tía tía một chút này nè. Cái này hoa đẹp đợi lâu dẻo bông to, quất long bông to lé như là mít luôn nha anh em, hình dáng nó như là mít này. Không mấy đây không phải đâu, hai lé hai cây nó đứng bên khác nhau. Ở đây lé nhọn mà nó thon nhỏ, đây lé nó bầu dục như là mít. Cây này rộng đẹp hơn, giá cao hơn chút nha anh em. Bằng đâu chùm mình này. Chiều ngang là 85 mà chiều cao, chiều cao tương đương đây này, chiều cao 1m15 thì tương đương là dưới 5 phân ngàn này. Trung hàng lửa nha anh em, cây này thì lượng cặp giá bán lớn đen dày như là mít. Cây này lực cây kia nhiều. Cái đây, cái đây đẹp hơn mà. Ui dồi, cái đây quần đăng ấy cũng tương đương thôi chứ cũng không có lớn hơn đâu. Nhìn nó mập mạp thôi. Form bên này đẹp hơn, giọng bí còn khó hơn. Trong cây cối không có đều được đâu. Cái đây quần 17 nè. 17 á. 18 á. Gốc đớ rồi nó bự hơn nữa này. Ui xô, cái củ này nè không. Củ một bọc ở đây này. Cái nó già cõi nó mới có được cái dàn cũ với lại dàn dâm xương anh em ha. Bằng xiếng mình xiếng hết mức ruột luôn đó. Giọng này anh em ha, giọng cua này lách lượng dứt chết nó rất là uyên chuyển nha, chứ không phải bị đơ cứ kiểu như nhiều chỗ bán là mấy cái giọng này nè cứ thăng 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 vậy đâu, tại nó phải que một dịp nữa. Một dịp vặn lại nữa nó uyên chuyển anh em ha, cứ đừng co nó. Chứ nó không có thánh kiểu thánh thường dịch chết nó thông thường nha anh em. Dòng này làm kỹ lắm nha anh em. Lâu lớn nó chậm lớn lắm. Mai Bình Định mình nó chậm lớn ở chỗ đó. Bị dữ quá.
nó hạn chế rồi. Cây nghệ thuật thì form tán rồi, thông số rồi, chẳng qua tượng trưng thôi nè. Quan trọng độ đẹp của cây, độ già cây nè, giống ho nè. Cái này cây quất lông trúng luôn. Thì anh em thích cái cây nào thì cứ liên hệ mình, hoặc mà mua combo thì giá nó cực kỳ rẻ luôn. Củ đặt ở đây này đó bạn, đừng nhìn bàn tay mình, bàn tay mình nó to mình thấy nó tràm vậy thôi, ngồi nhìn nó phơ đó. Thân mập hơn này thôi, còn bể bóp không hết luôn này, góc bồ ngọn chỉ đúng nó luôn anh em, đúng đủ tiêu chuẩn, càng nuôi lâu càng tăng đẳng cấp cái giá trị nó nha anh em. Rồi mình tủ lại ha. Rồi anh em liên hệ đến số điện thoại và kết bạn Zalo mình là 0849020790 anh em. Tôi sở hữu hai cái máy đẹp, hàng mình lựa là mình bán để mình còn lưu giữ lại khách hàng nữa nha anh em, không phải mình bán rồi mình đi đâu, cho nên là mà hàng mình lựa kỹ thì anh em cũng biết rồi. Rồi xin chào ha.